nói cho mình biết là thầy nói là cảnh khổ thảm chiều mai sẽ đến, sao dân còn chiếu mến trần mê, mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, Nam bằng cảnh khổ cũng kề bên tay. Rồi thầy nói thêm nè, cuộc biến động nay mai nguy ngập, có một hội này để lập thân danh. Đó, thầy cũng nói cho biết đó, cuộc thế giới nay mai nguy ngập. Đó, đây là ngài nói cả thế giới luôn, chứ không phải nói riêng đất nước Việt Nam mình. Ngài nói mèo kêu bá tánh rau sao cũng vậy. Mà tới cái câu là năm mèo tháng mèo chưa buồn đó, là ngài nói cũng cả thế giới luôn. Nhưng mà nước Việt Nam mình nhờ cái bà con đồng đạo mình tu nhiều, thành ra là cái tai nạn nó nhẹ. Bị gì cái chiến tranh dịch bệnh, chiến tranh như vậy đó, thì bà con thấy từ đầu năm tới nay có 10 tháng à, mà thế giới tổng cộng cái thế giới chết coi. Rồi chưa nói gì chiến tranh à, chiến tranh thằng Nga với Ukraine bây giờ đó, tình báo CIA của Mỹ đó, nó là quân Nga đổ vào đó là chết 300.000 người đó. Không biết 300.000 người với khổ thì thằng Ukraine thì nó chết hơn nữa. Bị gì cái này chết lính không, còn cái kia bên Ukraine nó chết về lính rồi về dân thường luôn. Nó rồi sập nhà sập cửa vô số dân thường mà nó phá qua đó rồi sập nhà sập cửa đè lớp rồi bom đạn nổ chết. Rồi lớp là chết đói. Rồi lớp là không có nước uống. Rồi nó sụp cho mấy chỗ đó không có nước uống, không có điện đùng gì hư hết. Rồi là bà bằng đêm thì cũng tối hưu. Rồi dân tình nó chết chứ lắm rồi nó tản cư đi. Nó mới tản cư đây 10.000 người đi khoảng chừng 20 ngày trước. 20 ngày trước tôi nghe nói là bây giờ cái số dân Ukraine nó bỏ đi. Chiến tranh quá bây giờ nó chịu không nổi, đói khát. Rồi lớp là ở chợ ở bển là bị chiến tranh. À, rồi là không biết ở đó không biết ngày nào chết, nó nổ ngay ra cái sạch nhà sạch cửa chết. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ lễ kính Đức Phật hồi hương. Dạ thân ái kính chào tất cả đồng đạo nam nữ trong nước ngoài nước thân mến. Hôm nay cũng hợp lại cũng lâu mà tôi bắt bệnh công chuyện lâu cũng không có được gặp mấy chú, chưa đủ duyên nên hôm nay còn đủ duyên gặp mấy chú cũng nhờ tôi chia sẻ qua giáo lý của Đức Phật. Ra mình biết cái nào mình nó có nấy, cái nào không biết thì thôi, cái nào biết mình chia sẻ tuyên truyền cho bà con mình nghe để mà giác ngộ tu hành. Cho quý vị suy nghĩ cái cảnh đó mà thầy đã mô tả đó, cảnh dương gian muôn thảm mà tới ngàn sầu đó. Thấy không? Thành ra cảnh thế gian bây giờ đó, là nó khổ não dữ lắm, mà một ngày khổ xiết tới hoài. Cho nên ngài Đức Thầy mới nói kể từ nay khó nổi xung dung đó. Người báo ác không toàn tính mạng. Nói cái cuộc sống cái thế gian mình đây là nếu mà không tu là khó nổi xung dung đó. Rồi còn cái người mà hung dữ không tu đó thì không toàn tính mạng. Nó cũng như năm mèo tháng mèo chứ buồn đó, là năm mèo tháng mèo là tháng 2 chưa buồn, mà năm mèo tháng hợi thì tôi dùm về năm mèo tháng hợi tôi nói năm mèo tháng hợi thôi nha, nhưng mà không biết hợi nào đó, mèo nào đó thì mình cũng không có rành nha, thành ra chia sẻ chứ không có chú định là phải năm nay ha. Mình nói cho năm mèo tháng mèo chưa buồn thì có qua năm mèo rồi nó khổ hơn các cái năm trước năm dần nữa, qua năm mèo là khổ hơn năm dần, nhưng mà khổ á thì năm qua tháng mèo là tháng 2 là nó khổ rồi, bước chưa tới năm mới cái đuôi con cọp thôi là thấy khổ rồi. Là khổ sao bây giờ tôi chỉ tận tường bà con xem đi rồi thấy có hiện tại là chưa hết năm dần thì tháng 10 thì là năm dần đó thì là ở thành phố nó đuổi một số công nhân mấy chục ngàn người. Thấy không, nó thành phố dưới Bình Dương nó đuổi mấy chục ngàn người đi về trước Tết đó, là năm mẹo tháng mẹo đó mà chưa buồn đó. Đó, mà chưa qua tới năm mẹo mà nó đuổi là công dân mấy chục ngàn người
đó là về nó, bởi vì cái chuyện làm ăn của nó không có nghĩa là ngoài chiến tranh đó, thế giới ngoài chiến tranh Nga như Ukraine chiến tranh rồi, bây giờ đó, cái đồ đạt đem lên bán ở ngoài không có đặt hàng nữa, thành ra nó mấy là không bớt cái nhân viên lại, thành ra nó đuổi mấy chục ngàn nhân viên đó, rồi qua tới chừng là gần Tết nó đuổi một số nữa đó, một số đó về quê nó mất nghiệp thì thấy nó khổ rồi, rồi khi qua Tết rồi nó đuổi mấy chục ngàn nhân viên, 100.000 nhân viên nữa đó, 100.000 người nhân viên nữa đó, nói là chung chung cái thành phố thôi, còn cái Bình Dương là khác nữa, Bình Dương nó còn đuổi nhiều nữa, hai cái này cộng lại còn đuổi nhiều nữa đó, thành ra bước qua năm mẹo đó thì nó đuổi như là cả 100.000 nhân viên rồi, cái các công ty lớn đó, là nó cũng là mất việc làm, nó thô lỗ rồi đóng cửa đó, rồi là bước qua tháng 2 thì nó đuổi thêm một số nhân viên nữa, là đuổi bây giờ toàn bộ bây giờ 10 phần đuổi hết 8 rồi, còn có 2 phần đó bà con ơi, đuổi lúc đó đó đó, bây giờ lúc này còn đuổi sa thải nhân viên 4.000 nhân viên nữa này, cái công ty nào đó tôi mới nghe mấy bữa nay là 4.000 nhân viên nữa, bởi vì đồ không ở ngoài nó không có đặt đồ vô nữa, rồi bây giờ mình làm đây thì không có bán được nó, thành ra phải đuổi nhân viên bớt, thành ra đó, qua tháng 2 đó là thấy chưa buồn là chưa khổ não hung đó, chỉ có đuổi mình thất nghiệp thôi, ở ngoài chiến tranh nó chết sống nhà tan cửa nát, nhưng mà mình ở đây Việt Nam mình nó nhẹ là chỉ có cái khổ về kinh tế đó, nó bị là cái kinh tế bị đuổi mất việc là khổ về kinh tế thôi đó, rồi xăng dầu nó quánh ra ngoài thì xăng dầu nó lên đó, rồi bà con buôn bán bằng cái gì nó cũng không có được thuận lợi đó, là năm mèo tháng mèo chưa buồn đó, rồi bây giờ tử lần đây nè đó, nói về nước Việt Nam mình bây giờ, nước Việt Nam mình hiện tại bây giờ đó là 3-40 nay nè, là cái bữa nay 10 ngày 13-14 đó, khoảng 13-14 là tháng 11 đó, là bão ở ngoài Bình Định Quế. Bình Định Quế dài 5-7 tỉnh lận, nhưng mà mình nhớ có cái Bình Định không à, nó vòng vòng đó cũng 5-7 tỉnh lận, nhưng mà Bình Định đó, nó kêu Bình Định đó là dưới Quế Bình Định là chết 5 người bị nước lũ cuốn trôi đó, rồi là 5 người bị thương, còn 4 người là mất tích đó, là tới Việt Nam mình à, như vậy đó, là nó Việt Nam mình đó, nhờ có ông tu nhá, thành ra tu nhiều hơn thế giới, thành ra cái tai nạn cũng nhẹ nhẹ thôi bà con ơi. Chứ còn ta đó, như bây giờ nè, bây giờ tôi điểm qua cái thế giới nè, Ukraine thôi, điểm qua thế giới cũng như thằng Thổ Nhĩ Kỳ đó. Yeah. Ha, đó, mới có gác qua năm mẹo thôi, mà Thổ Nhĩ Kỳ đó, nó sụp đất á, nhưng Libya đó, mấy đó chết á, bây giờ cũng là 20 mấy ngàn người. Ừ. Tổng cộng là mấy tháng nay rồi đó, bắt đầu qua tháng mẹo rồi đó, qua năm mẹo rồi đó, qua tháng 1, tháng 2 gì đó là nó động đất nó chết như là 20 mấy ngàn người, rồi thằng CD nó cũng bị nữa đó, rồi á hết cái đó rồi, cái đó rồi qua tới thằng Maroc, Maroc chết cũng 20 mấy ngàn người nữa, và bị thương đâu cũng 2.000 mấy đó, rồi nhà sập là mấy ngàn cái căn nhà đó, thằng Libya á, thằng Thổ Nhĩ Kỳ á, nó sập nhà cũng dữ lắm, nó quay lên nó thấy nè, tôi thấy nhỏ ràng trong cái vô tiếng nó quay đó, là nhà cửa đâu 10 tầng, 10 mấy tầng, 5-7 tầng, nó sụp xuống cái mất tiêu luôn, có cái nó sụp xuống cái nó sụp phân nửa, còn phân nửa nó ngã ngang cái ra là khói bụi bay lên mịt mù không thấy luôn đó, có chỗ nó sụp cái 9-10 cái tầng nó sụp cái mất tiêu luôn, không còn thấy cái gì hết đó, là cái cảnh đó, là khổ, bước qua năm mẹo nó khổ như vậy đó, đó. Bởi vì mà rồi đây nè, đó tháng mẹo thôi chưa buồn, rồi lần ra đến á thằng Libya, Libya bây giờ đó nó chết cũng là 50 mấy ngàn người đó, thống kê lại là đài nó báo ra là chết 50 mấy ngàn người vừa chết, rồi bị thương khác, rồi nhà cửa sập là mấy ngàn cái căn nhà nữa, cái sụp đất là nhà tường sụp xuống luôn, mất tiêu luôn, nhà tường sụp phân nữa rồi ngã ngang qua là ta la bụi nó bay lên một cái mịt mù không thấy đường đó, rồi dân chúng chạy ra đường, có người ở cổng là chết luôn, như theo cái nhà luôn, có người thì nó sụp ngang cái thì nó đè chết trong cái đống đổ nát đó đó,
đó là Libya. Rồi bây giờ, hiện tại bây giờ đây nè, bây giờ gần đây cách chừng 3-4 ngày nay là bên Philippines nó cũng sóng thần sụp đất nữa đó. Nhưng mà mới đây mình cũng chưa có nghe là cái tin có chết chứ bị thương bao nhiêu. Cái động đất đó, nó đụng đất là cũng có chết đó, sập nhà, sập cửa, nhà tường, nhà ngói, nhà lầu gì sập hết trơn. Nhiều cái lúc xuống mất tiêu luôn. Nó thấy cái là lạ kỳ không? Mấy là 10 tầng là mấy chục thước mà cao. Mà sao ở đâu trong lỏng có gì sao hồi sụp mất tiêu luôn. Đó, mười mấy cái tầng vậy mà sụp mất tiêu không có còn thấy gì hết. Thì thấy ở dưới lòng như nó bọng. Dạ, nó bị nứt ra. Đó, nhưng mà thầy cũng cho biết rồi. Thầy cho biết cái là cái cảnh trời đất là thời tiết đó, bất hòa. Đó mà thầy nó nói trời giông gió sáng mùa sẽ tiếp, nắng cùng mưa cũng khác chưa rồi. Nó bất hòa trên cái vũ trụ này, mặt địa cầu này ở trên này thì bất hòa, còn ở dưới cái mặt đất không kết dính. Đúng rồi. Không kết dính. Rồi thành ra hả chỗ nào lỡ là nó lỡ luôn à, nó lỡ dây chuyền luôn. Đất không còn kết dính nữa. Bị vì sao? Thì khoa học cũng cho biết rằng cái chỗ nào mà chiến tranh nhiều quá thì cái mặt đất đó bị cái mà khói mà của cái chất thuốc đó. Nó ngấm xuống đất, rồi nó ngấm xuống đáy biển luôn, sâu xuống dưới. Thành ra mặt đất bây giờ nó mềm, nó không còn kết dính như hồi xưa nữa. Thành ra nó sụp rồi, nó sụp tới vậy đó. Sụp là cái sụp nhiều, nó không có còn kết dính, nó không còn chịu đựng với nhau. Thành ra sụp chút xíu gì nó lỡ ra, nữa là bự bự thêm. Đúng rồi. Đó. Thành ra cái chuyện này khoa học nó nói rồi, mình nghe rồi mình để lên đây để chia sẻ bà con vậy thôi. Nhưng mà còn Phật ông cho hay đó. Nhưng mà mấy câu giảng tôi không có thuộc, nhưng mà nhớ cái đại ý là ông nói là nước cái thế giới này sập hết 2/3, tới chừng đời tới rồi sập hết 2/3 đất liền. Còn cái Việt Nam mình á, miền Bắc á sập 3 phần nha. Miền Sơn đất Bắc á sập 3 phần đất, còn miền Nam á, miền Trung á sập 2 phần, miền Nam mình là sập 1 phần đó. Bởi vì miền Nam mình chiến tranh chứ là ít có bom đạn. Thành chứ còn có dùng ngoài á. Mình sụp cù lao không hả chính? Sụp cái cù gia lao với cái từ cái cù dạm nao dài xuống Long Xuyên đó. Sụp cái đó là rộng thình luôn đó. Dạ, dạm nao rộng thình á. Dạm nao sụp dài xuống Long Xuyên. Đó thành ra bởi vì chiến tranh như vậy đó. Thì bà con thấy từ đầu năm tới nay có 10 tháng. À, mà thế giới tổng cộng cái thế giới chết coi rồi chưa nói gì chiến tranh đó, chiến tranh thằng Ukraine với Una bây giờ đó, tình báo CIA của Mỹ đó, nó là quân Nga đổ qua đó là chết 300.000 người đó, với 300.000 người với thổ thì thằng Ukraine thì nó chết hơn nữa, bởi vì cái này chết lính không, còn cái kia bên Ukraine nó chết về lính rồi về dân thường luôn. Đó, rồi sập nhà sập cửa vô số dân thường mà nó phá qua đó rồi sập nhà sập cửa đè lớp rồi bom đạn nổ chết, rồi lớp là chết đói, rồi lớp là không có nước uống, rồi nó sụp cho mấy chỗ đó không có nước uống, không có điện đùng gì hư hết, rồi là vào ban đêm thì cũng tối hưu, rồi dân tình nó chết chứ lắm rồi nó tản cư đi, nó mới tản cư đây 10.000 người đi khoảng chừng 20 ngày trước. Tôi nghe nói là bây giờ cái số dân Una nó bỏ đi, chiến tranh quá bây giờ nó chịu không nổi, đói khát, rồi lớp là ở chợ đợi ở bển bị chiến tranh đó, rồi là không biết ở đó không biết ngày nào chết, nó nổ ngay ra cái sạch nhà sạch cửa chết luôn, rồi nó tán cư 10.000 người đi qua nước khác, băng chúng là chết, thành ra cái tai nạn khổ gì đó mà ông Phật nói trước rồi đó, chứ không phải không có nói nó qua bên Palestine. Đó, rồi bây giờ nó Việt Nam cũng có nhưng nó nhẹ nhẹ thôi bà con ơi. Việt Nam mình có công tu mà tu nhiều hơn cái thế giới, thành ra nhờ Phật trời xây chuyển cái hậu Luân Hoa về đất nước Việt Nam mình. Việt Nam mình là cái trung ương mà Đức Thầy nói á, cõi trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh chọn người trung hiếu, là cái trung ương của đạo quay về đất nước Việt Nam mình. Rồi được cái lập hội Luân Hoa ở tại miền Nam nước Việt mình nữa, rồi Việt Nam mình sao có bảy núi này khai thao có lộ lên đền vàng đi ngọc nữa, mà thành ra có cái công tu vậy, thành ra cái nước Việt Nam mình đó bị dịch bệnh cũng ít hơn ta, chiến tranh cũng ít hơn ta, mà cái là sóng thần bão lụt sụp đất cũng ít hơn ta đó.
chiến mình mấy năm nay có năm mấy ngàn rồi, còn thua thằng thờ thằng Anh với thằng Nga, thằng Anh với thằng Pháp á, hai ba tháng trước đó, nó chết đỉnh điểm là 100.000 người một ngày, dưới lên hoài tới 100.000 người, rồi cái bắt đầu nó sụt trở xuống lại đó, là cái Omicron chết dữ lắm hơn cái Covid 19 mình nữa. Thành ra thầy có nói cho mình biết là thầy nói là cảnh khổ thảm chiều mai sẽ đến, sao dân còn chiếu mến trần mê, mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, nam bằng cảnh khổ cũng kề bên tay. Rồi thầy nói thêm nè, cuộc biến động nay mai nguy ngập, có một hội này để lập thân danh. Đó, thầy cũng nói cho biết đó, cuộc thế giới nay mai nguy ngập. Đó, đây là ngài nói cả thế giới luôn, chứ không phải nói riêng đất nước Việt Nam mình. Ngài nói mèo kêu ba tánh rau sao cũng vậy, mà tới cái câu là năm mèo tháng mèo chưa buồn đó, là ngài nói cũng cả thế giới luôn. Nhưng mà nước Việt Nam mình nhờ cái bà con đồng đạo mình tu nhiều, thành ra là cái tai nạn nó nhẹ đó. Còn mình đừng có thấy nhẹ gì mình không bị, nó ổng nói vậy chứ không có gì đâu ha. Ổng nói gì chiến tranh chứ là chiến tranh thế giới không, Việt Nam mình không có, bây giờ thì nó chưa có. Nhưng mà bà con mình hãy ráng là, mà bởi vì thấy nè, đức thầy có nói nè, mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, nhưng nam bang cảnh khổ cũng kề bên tai. Đó, thấy người ta vậy đó, nhưng mà chưa biết nước Việt Nam mình còn được yên tĩnh dài lâu như vậy không, hay là sau này cũng có một cái cơ sàng sải lọc lược có tạo quá à, nó xây chuyển về rồi thì Việt Nam cũng bị thôi, chứ không có khỏi cái gì rồi. Trước thì sau thôi, nhẹ với nặng thôi, chứ không có nước nào mà khỏi hết. Thành ra mình thấy người ta tả tơi bển mà bên đây mình nó nhẹ vậy đó, mình cũng mừng đi. Mình thấy như vậy là cái công tu của mình là mình thấy có nhiều người tu mới được trời ăn xá cho nó nhẹ nhàng vậy đó. Bà con mình, mấy người chưa tu hay mấy người mới bước vào mình tu phải tu riết tu mau, chứ để cho có phước đức mới tới chừng mà cái tai nạn đó đến mình thì mình có mới phước mới che chở nó được. Lấy phước đức để làm thành quách, để chống cơn bão táp hải hùng, vì chúng sanh bây giờ là trong nước rồi cùng rồi. Đó, chỉ có tu mới khỏi thôi, còn không tu thì làm ăn sống buôn bán ở ngoài thì tới chừng tai nạn tới thì mình không có phước đức đỡ thì mình chết thôi. Đó, mà ông nói lấy phước đức để làm thành quách, để chống cơn bão táp hải hùng, chúng sanh như nước cờ cùng rồi. Nếu không tu thì tới là phải chết. Đó, rồi ông nói là phước sanh thì quả nó tăng. Nếu mà làm phước đi, ăn chay niệm Phật, làm lành, giúp xã hội, giúp đời, làm cái công chuyện xã hội đi, đặng có phước đức thì có cái tai nạn thì nhờ phước đức nó che chở. Ông nói chứ phước sanh thì quả nó tăng, nó không tạo phước nhiều thì cái tai nạn, cái sự hung dữ mình làm rồi, cái nghiệp quả mình hồi trước đó thì được nó bớt lần xuống đó. Rồi ông nói thêm cho mình là mình nghe mình dễ hiểu nè, nước làm tắt lửa tự nhiên. À, cái lửa cháy lên mà bà con lấy nước đổ vô thì lửa nó phải tắt. Còn phước làm phước được á thì tiêu quả, nghe không? Tiêu cái tai quả, cái nghiệp quả của mình thì hãy khuyên nhau làm như vậy mới chống chọi với cơn bão táp hải hùng được. À, chứ còn không tu thì chừng khổ cũng ưng, đức thầy nói rồi, không tu chừng khổ cũng ưng. Ưng là gì? Ưng là chịu. Bây giờ mình không tu, tới cái dịch bệnh tới mình hứng mình rồi thì trả phận nào cứu thì mình phải chịu. Đó, tới cái bão lụt tới thì mình không tu thì mình chịu, ông dây lợi cho mình chịu cái cảnh bão lụt đó thì mình phải chịu thôi, hứng phải chịu thôi. Đó, còn người ta có tu có tai nạn thì phước sanh thì quả nó tiêu, thì người ta được lánh cái tai nạn, nhờ thần nhờ Phật cứu, nhờ có phước đức mình mới qua cái tai nạn được. Mình không tu thì đâu có ai cứu, rồi đâu có phước đâu che chở. Thành ra cái chị không tu thì sau này nó khổ nó chết. Nhưng mà nói còn nói thêm chút nữa, nó tháng mèo chưa buồn, rồi năm mèo tháng hợi thì lị chuông dầm về. Tháng hợi lị chuông dầm về, mấy chữ lị chuông là chỉ cho mình khổ. Ông nói cả qua quả địa cầu này, cả thế giới, không phải ông nói đất nước Việt Nam nha. Đừng thấy
cái nước Việt Nam mình không có gì, cái mình nói ông nói sai, không phải đâu. Ông nói toàn cả thế giới nhưng mà ông không nói riêng một chỗ nào. Thành ra mình khó đoán, nhưng mà cái thế giới này có là ông nói trúng rồi đó. Miễn nói giọng trong cả thế giới nữa. Cả thế giới nay mai nguyên ngập mà, chứ đâu phải nói một nước nào. Mà nước mình không có nhẹ, có mà nhẹ đi nữa, mình nên mừng đi. Cái người không tu phải ráng thấy vậy là linh thính đó. Thật trời là chỉ dạy mình tu, nhờ cái số đông tu mình mới hưởng cái xoáy được của người ta tu nè. Đó, như niệm người niệm Phật nè, niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi. Niệm tối ngày sáng đêm thường niệm thì ma quỷ nó tránh mình ra 40 dặm. Mà phải mình hưởng cái xoáy của người tu không? Đó, tôi nói là chứng minh rõ ràng. Trong kinh có nói cái người niệm Phật đó có thiên thần hộ, chư thiên chư thần và quỷ thần cũng độ nữa, là ma quỷ nó tránh xa mình 40 dặm. Đó, thì trong 40 dặm đó thì mình ở gần đây là hưởng cái xoáy của cái người tu, cái người niệm Phật đó. Không à, bây giờ cái chiếc xe này, đó, tôi nghe cái chú lên mạng chú nói chiếc xe qua đèo Bảo Lộc, xe đó chở 50 người đi qua đèo Bảo Lộc là đi cũng như du lịch gì đó, tham quan rồi chơi đó. Rồi cái ông tài xế thì ông nghe ông nói lại, ông nói bây ơi xuống lại đây, cái xe này đi chạy vừa xuống dốc là tụi mình chúng nhau xô cái xe cho nó lật cho nó chết. Cái ông nghe nói vậy là ông bụng rủng tay chân, cái dọn cứ ngắt luôn rồi. Cái thì có người ở đường bà sao chạy lại, nó khoan bây ơi đừng, ở trong xe có người niệm Phật chứ bây ơi, bây xô không có được đâu, mà bây xô hại cái người niệm Phật là tậu lỗi dữ lắm. Cái mấy nhỏ kia nó quỷ, nhưng mà nó quỷ nhỏ hơn quỷ này, quỷ lớn này cản cái nó thôi cái xe chạy đổ xuống dốc rồi ha. Ông này nghe rõ ràng vậy, xe đổ xuống dốc rồi cái gì nó bây ơi xô gần xuống gần hết dốc rồi, bây giờ không có xô thì không có còn cái cơ hội xô nữa bây ơi, bây giờ xuống là xô đi. Cái người nãy đó ở khoan á, xô ở trong cái xe này có người nó niệm Phật nãy giờ hoài không có ngưng, thành ra mình xô sao được, mà mình xô hại bả cái đường niệm Phật, mà mình xô hại bả cái là mình tội lỗi dữ lắm, nó không cho xô. Rồi rốt cuộc là chạy qua được xuống đó rồi thì ông tài xế mới bình tĩnh lại, ông mới ngừng xe lại, ông trấn tĩnh tinh thần lại đó. Đó, người nhờ cái tiếng niệm Phật đó mà hưởng, mấy cái người mà không tu cũng hưởng cái sái của người tu, trong thôi lật xe là chết hết. Thành ra cái tiếng niệm Phật nó linh nghiệm lắm đó. Mà để chia sẻ bà con phước phất này chút, là thành ra linh nghiệm là gì? Phật nhất định không sai lời nguyện, nhưng chúng sanh phải niệm chí thành, chỉ là một niệm trọn lành cũng là được Phật thân hành đến đó. Thấy không? Đó, bà đó bà niệm chí thành, bà niệm hoài đó, mà không phải bà biết cái vụ đó bà mới niệm. Nhưng mà con người ta thường tu theo pháp môn tịnh độ, thành ra lúc nào người ta cũng niệm Phật hết, nó thần nó quen rồi, thành lúc nào ta cũng niệm hết. Mà niệm như vậy á thì vượt qua tai nạn, thấy không? Ông này nhờ ông nghe mà ông cản người kia, trong thôi là lúc đó mà bả vắng thì xô chết chân. Thành ra cái linh ứng của sự niệm Phật nó có công dụng như vậy. Rồi cái người không tu cũng được hưởng sái luôn. Thì thôi bây giờ mình biết vậy, người ta tu người ta có cái lợi lạc, ta mình hưởng được cái sái ta, thôi bây giờ mình tu để mình hưởng của mình. Rồi mình niệm Phật thường rồi có đi gần với ai, người ta cũng hưởng cái sái của mình cũng có phước, thấy không? Thành ra như vậy đó. Thành ra rồi năm mèo tháng mèo tháng hợi lị tuôn nhầm về, lị tuôn là chỉ cho cái chữ khóc đau, có cái chuyện gì xảy lớn lớn lao lắm mà chết chóc dữ lắm, thành ra mới khóc. Dầm về là chỉ cho cái nước mắt khóc đó, dầm về vậy mà chưa thấy ủ ê chết, nhưng mà chưa có thấy ủ ê là nghĩa là ổng muốn nói cái tai nạn bây giờ trong cái năm mèo tháng mười vậy chưa bằng năm hợi. Còn đây nếu mình ăn chay thì tới cái lễ cúng kiến ông bà cha mẹ mình cũng là cúng chay luôn mới đúng tinh thần của Đức Phật ngày xưa, mà Đức Phật Thích Ca dạy trong kinh Vị Tàng Hữu. Một khúc sau đây mời quý vị cùng tôi đọc, quý vị nghe lời của Phật Thích Ca Mâu Ni dạy: dù cho cha mẹ qua đời trăm năm mang số, vậy thời chớ sai thành lòng thì cúng cơm chay, chớ nên sát hại những loài thú kia. Dối rằng nói cúng rồi chia, và đành phủ tội đổ thừa mẹ cha.
mình ăn sướng miệng âu ca, dòng linh cha mẹ phải xa đã đài, ấy là bất hiếu lắm thay, đừng để kẻ chết đắng cay thảm sầu. Chết rồi ăn có được đâu, hãy nên suy xét cho sâu mới là. Đừng theo kẻ ngoài đạo tà, sát sanh hay vật cúng mà tổ tiên. Rồi ấy là tạo sợ thích xiền, cốt kìm cha mẹ dưới miền Diêm La. Hành hạ đau đớn xót xa, khuyên người thương xót với cha mẹ cùng. Ấy là bất nghĩa hiếu trung, hoàng hoàng tương báo chẳng dung cho người. Cây lành mọc nhánh đâm, cây lành mọc nhánh trời tươi. Nhân sinh bất xác mới là thiện nhân. Kính thưa quý vị, xin giải một câu sau này. Một câu sau này là nói theo là ý Nho đó quý. Nhân sinh tức là nhân là người, sinh là sống, là bất xác tức là không có giết, mới là thiện nhân, mới là người hiền. Đó giải một khúc một câu Nho của là Phật Thích Ca nói đó. Rồi đến qua Đức Huỳnh Giáo Chủ, ngài là dạy đạo cứu đời năm 1939, ngài cũng dạy tín đồ Phật giáo Hòa Hảo của ngài là cúng chay, cũng có viết 8 câu thơ dưới đây dạy khuyên cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là cúng chay. Ngài mới dạy là quái đơm cúng tế lễ xưa nay, xác vật trâu heo đứa mỹ bài, kẻ thác cho ăn si khó hiểu, người còn bạc đáy lạ lùng thay. Cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ chay. Trong sạch nghĩa nhân dày mới đáng, hồn linh siêu thoát nhẹ cao bay. Đó, kính thưa quý vị, đó là phần ăn chay. Khuyên chay niệm Phật làm lành là sửa tâm sửa tánh. Mà giảng xưa cũng nói, tu mau khéo trễ người ơi, trần gian sụp đổ đến nơi đây rồi. Công danh phu quý cuộc đời, là tuồng áo anh giấc mơ mau tàn. Tiền tiền bạc bạc vàng vàng, càng thâu cho lắm lại càng khổ thân. Rồi đây tách biệt dương trần, hai bàn tay trắng giữ phần nào đâu. Chi bằng thức tỉnh tu mau, kịp kỳ long hội cùng nhau thanh nhàn. Mau mau mà nhẹ bước xuống thoàn, đò chiều chiên chót rước toàn người tu. Kính thưa quý vị, nói về người ăn chay thì nếu mà bà con nào được ăn chay trường thì có duyên với 30 vị vừa Phật vừa Bồ Tát là 30 vị đó. Mà tôi xin kể ra đây là các hàm danh của Đức Phật và Bồ Tát kết duyên với chúng sanh gọi là ngày duyên nhật đó. Ngày mùng 1 là ai ăn chay ngày mùng 1 là có duyên với Đức Phật Định Quang Vương Phật. Ngày mùng 2 có nhân duyên với Đức Phật Nhiên Đăng Cổ Phật. Ngày mùng 3 là có duyên đăng với Đức Đa Bủ Phật. Ngày mùng 4 Đức A Bệ A Xúc Bệ Phật. Ngày mùng 5 là Di Lạc Bồ Tát. Ngày mùng 6 là Đức Nhị Dạng Đẳng Phật. Ngày mùng 7 là Đức Tam Dạng Đăng Phật. Ngày mùng 8 là Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Ngày mùng 9 là Đức Đại Thông Trí Thắng Phật. Ngày mùng 10 Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật. Ngày 11 Đức Quang Hỷ Phật. Ngày 12 Đức Nang Thắng Phật. Ngày 13 Đức Hư Không Tạng Bồ Tát. Ngày 14 là Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Ngày rằm là Đức Phật Tổ A Di Đà đó. Ngày 16 là Đức Đà Ra Ni Bồ Tát. Ngày 17 là Long Thọ Bồ Tát. Ngày 18 là Quang Thế Âm Bồ Tát. Ngày 19 là Đại Nhật Quang Bồ Tát. Ngày 20 là Đức Nguyệt Quang Bồ Tát. Ngày 21 là Đức Vô Tận Ý Bồ Tát. Ngày 22 là Đức Thí Vô Quý Bồ Tát.
Ngày 23, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngày 24, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngày 25, Đức Phật, Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ngày 26 là Đức Dược Thượng Bồ Tát. Ngày 27 là Đức Tỳ Lư Già Na Phật. Ngày 28 là Đức Đại Nhật Phật. Ngày 29 là Đức Dược Vương Bồ Tát. Ngày 30 là Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Đó, như vậy đó, quý vị đoạn xa trường là kết duyên 30 ngày là 30 vị, vừa Phật Bồ Tát là 30 vị. Đó, kết duyên lành với Phật Bồ Tát là 30 vị. Ngày nào cũng có cái duyên lành với các vị đó. Thì mấy vị ăn chay thì có duyên lành như vậy á. Rồi làm đúng theo kinh Phật thì các vị Bồ Phật, các vị Bồ Tát đầy đủ quý vị được sáng suốt, được minh mẫn và được tinh tấn tu hành. Đó. Cái này là sẵn lâu lắm rồi nhưng mà bữa nay bất tử soạn ra khi gặp này. Đó, bây giờ tôi xin chia sẻ đó, cái người mà tu hành đó là phải cải sửa tâm tánh hiền lành, làm những chuyện đúng đắn ngay thẳng chân thật, mà còn ăn chay, mà còn lại phải niệm Phật đó quý vị ơi. Đó, xin nhắc với quý vị một câu với một cái mẫu chuyện. Là hồi xưa đó, ông Võ Thiên Gia đó, năm 1939, ông Võ Thiên Gia có quy y với Đức Quỳnh Giáo Chủ. Rồi ngài quy y xong rồi thì ngài có thỉnh bốn cuốn giảng của Đức Thầy về ra tu hành. Rồi tới năm 1940 thì Đức Thầy bị người Pháp dời ra thành Sài Gòn đó quý vị. Thì ông Võ Thiên Gia và đồng đạo cũng ra ngoại thăm. Thì nói chuyện một lát xong thì Đức Thầy mới dòm tất cả tín đồ mà ngài nói. Ngài nói á, này người tín đồ Phật giáo hảo của tôi, phải cần làm năm điều này không thể thiếu. Đó, một là phải làm ăn, hai là phải lo cúng lại, ba là phải lo ăn chay giữ giới, bốn là phải lo niệm Phật, năm là phải lo làm lành. Năm điều này người tín đồ Phật giáo hòa hảo không thể thiếu. Đó là trăm ngôn của thầy đã dạy như vậy. Thì bà con mình đó, tu đó thì làm theo lời thầy đi. Năm điều này và coi trong sám giảng bốn cuốn và năm cuốn là khuyến thiện luôn đó. Vì rồi những cái văn tản của thầy để trong là thi văn giáo lý toàn bộ đó. Là quý vị làm đi, không bao giờ sai. Sẵn kệ kinh thầy đổ, tổ dẫn đường, cứ theo đó tu là trúng, không phải chặt quý vị ơi. Thành ra quý vị cứ ráng đi. Chứ tu là phải sửa, sửa ác ra thiện, sửa lành, sửa đúng đắn ngay thẳng chân thật. Chứ cái thời kỳ này đó, chữ tu không có như thoàn nước vô nghe quý vị. Lấy gian hùng mà dựng cơ đồ, đâu bằng lấy chữ Nam Mô xây thành. Đó, bây giờ chia sẻ bà con đi phút sáu chữ Di Đà lục tự của ông sư giải đi. Đấy, mình niệm Phật mà không biết cái nghĩa của cái sáu chữ Nam Mô là Phật là cái nghĩa như thế nào thì mình làm cũng kết quả cũng ít nữa quý vị ơi. Biết cái nghĩa đó làm theo mới trúng. Đó, Đức Thầy nói tìm hiểu nghĩa làm theo mới đắc đạo. Đó, Đức Thầy cũng vậy đó. Bây giờ xin chia sẻ, bởi vì thời gian nó không có hạn thành ra làm gấp mau mau chút. À, giải nghĩa lục tự Di Đà của ngài sư giải Bán Khoai mà Đức sư giải cũng có giải là Di Đà lục tự sáu câu giải ra sao nghĩa sửa tâm tu hành bấy lâu chẳng biết cho rành nay thầy chỉ rõ lý chân đặng tường Di Đà hãy niệm cho thường đó là sao bao răng đem vào lòng tìm ra sáu nghĩa cho thông đặng bà xưa tánh trừ tâm nơi mình nhớ ghi sáu chữ cho mình niệm thì tầm nghĩa đặng bà làm theo trước trừ sáu quỷ đùm đeo. Xin chia sẻ với quý vị chút xíu, sáu quỷ đùm đeo đó là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó của mình đó quý vị. Sắc mắt xưa xem sắc đạp gì đẹp đó. Đó mà thầy đã tỏ rồi mà quý vị coi sau đó là sáu quỷ đó. Sao à trừ khử thất tình dẫn dương. Thất tình đó là 6 với 7 là 13 đó. Đâu rồi? Tứ đổ tường chớ có nhiễm vào. Người tránh xa mới gọi trí cao. Xa bông dách mang đều nhớ nhốt. Rồi ngày dạy mình thêm nó tránh mới đó mà ngày dạy mình tu hành thêm nữa quý vị. Ngày khuyến tấn mình như sao? Muốn tu tỉnh ai đà gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành.
bởi vì ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lệnh báo ta truyền dạy, nên khổ lao khùng không có nại, miễn cho đời hiểu rõ đạo màu. Rồi ngài giải thêm nữa nè: ai muốn tầm đảo cả cao sâu, thì hãy dẹp tính tình ích kỷ, mau trở lại đừng theo tà quỷ, tham sân si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong, mới thoát khỏi trong vòng bệnh khổ. Mèo đã hết rồng bay dơ dần khắp hoàn cầu, nghịch lẫn cùng nhau, lệ dân trầm họ nghe sao xào, rã rời phụ tử máu đào nhộm tuôn. Thấy chưa? Đó, ông nói là nãy là ông nói là thế giới, bây giờ đó ông nói là đất nước Việt Nam mình, Trung ương là nước Việt Nam mình đó, ê hề thay thi. Rồi ông nói toàn thuôn luôn thế giới nữa, khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau, là câu này ông nói cả thế giới luôn, cả hoàn cầu luôn, nước nào cũng đã bị chiến tranh, bị giặc giả, nó gây cấn với nhau. Bây giờ nè, hiện gì thời một năm nay nó gây cấn lại qua chiến lợi, lại qua lợi mà chưa qua năm tới nữa mới khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau. À, nó gây cấn nó chữ lộn nhau, à, nói gây cấn nó xỏ nhưng Kim Jong Un nó đòi quýnh dù là bắn vũ khí hạt nhân qua phủ đầu Mỹ á, đó, nhưng mà gây cấn vậy thôi chứ chưa có. Nhưng mà tới thời kỳ mới có, tới thời kỳ rồi trời mới cho làm chuyện đó, chứ chưa tới thời kỳ là đâu có được. Mình là chúng sanh mà muốn cũng trời không cho cũng đâu có làm được, thành ra tới thời kỳ rồi thì thầy mới biết, thầy mới nói nè: mẹo đã hết rầm bay dây dẫn rồi, rồi rầm bay dây dẫn là chỉ cho năm thìn, khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau, nghịch lẫn cùng nhau, chứ chuyện đó lê dân trăm họ mà sáu xào mới rã rời phụ tử máu đầu nhộm tuôn. Nói chừng đó nhiều khi cha con cũng quánh nhau. Thời kỳ nó thay chuyện thì nhiều khi cái nước phân làm hai ra rồi ông đánh nhau. Myanmar với nãy lần lộn xộn đó, mà ông ba ông nói giặt dậy lăn xăng giặt dậy đánh nhau tầm bảy đánh nhau. Nước nào ở đâu đánh đó. Dẫn nghèo thấy khó dẫn nghèo, người thác bá bèo người thác, đâu tan nát đâu. Cái bây giờ nó còn đỡ, mà nữa sau tới thời kỳ rồi là nước nào quánh nước nấy. Thôi mình nói tới đó thôi chứ mình không có nói thêm nữa, nước nào đánh nước nấy đó. Thành ra ổng nói đó là tới đời rồi đó, ông ba ông nói đó là tới đời rồi đó, là một ngày bùng nổ thêm nữa không. Thành ra cái câu ông nói đó, khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau, qua năm thìn đó, khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau. Bây giờ nó hâm dạ bằng lời ăn tiếng nói thôi, chứ chưa có gì. Rồi sau này nó gây cấn qua cái, và bước qua tới năm đó, tới thời kỳ đó trời định rồi nó mới bùng nổ đó. Khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau, lê dân trăm họ sáu xào mà rã rời phụ tử máu đầu nhộm tuôn. Tới chừng đó chiến tranh cả hoàn cầu luôn, một nước nó chống chọi qua hai nước như Mỹ bây giờ đó. Đó. Sở dĩ sao thôi, bây giờ chia sẻ cái này một chút nữa đi. Đó, mà Đức Thầy có nói đó, có nói chuyện gì trước rồi. Đức Thầy thiết đi miền Bắc rồi, Đức Thầy về. Rồi ngày đó đó, lúc 2 giờ chiều, Thầy mới thuyết pháp tại cái sân vận động Mỹ Luông. Thì ngài mới nói đó, hồi đó đó, ngài đi miền Bắc đó, nghĩa là dân miền Bắc chết gần 2 triệu người chết đói. Rồi ngài mới thấy là có hai mẹ con người đó cũng đói cũng 2-3 ngày, tay chân run rẩy mà thấy biết mình cũng chết, mà đi ngang qua cái là người chết ngổn ngang hết. Rồi cái bà mẹ là chắc biết, bà biết thế nào mình cũng chết, con mình cũng chết, thành ra bà đào cái hố rồi bà chôn đứa con. Nhưng mà đào cái hố thì con nói: mẹ ơi mẹ, mẹ nói mẹ thương con sao mà mẹ chôn con. Cái bà mẹ trả lời rằng: vì mẹ thương con, mẹ mới chôn con. Đó, thì ý bà là chôn qua đây đi rồi bà nằm trên miệng hố bà chết luôn. Chứ để không thôi bà chết rồi con bà đi không biết chết ở đâu. Mẹ con xa lìa, ý vậy.
Rồi thì thầy nói tới đó đó, rồi bà con ai cũng khóc trơn, nhưng nhất là mấy người phái bà đó, phái bên đàn bà khóc dữ lắm. Rồi đức thầy mới tiên tri, đức thầy mới nói sau này có trận đói thứ ba nữa, là đói đói lớn hơn bây giờ nữa. Rồi mà ngài mới đứng lên, ngài mới giọng giạc, ngài nói đói 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 ba lần đó. Thì lúc đó đó, nghĩa là bà con nghe cái thầy phía ấp nói tới đó là ai cũng khóc, chứ khóc thích mít đó. Là mỗi một cái thế chiến tranh rồi đó, một đệ nhất thế chiến cũng chết, cũng chết đó dữ lắm. Thế chiến thứ hai là nội dân mình bắt mình thôi là chết gần 2 triệu, miền Nam mình chưa tính, mà miền Nam mình nó ngay chết ít hơn người Bắc. Người Bắc chết nữa, miền Nam đỡ đói hơn. Đó. Rồi còn cả Hòa Cầu nữa. Rồi ông nói là sau này có một trận đói lớn hơn ha, lớn hơn mấy trận hồi trước nữa. Trận đói thứ ba, thầy nói là trận đói thứ ba lớn hơn mấy lần trước nữa. Đó. Vậy là xa sắp tới. Đó. Rồi thầy mới nói là bây giờ á, thầy mới tin tri luôn. Thầy mới nói bây giờ á, nước Mỹ nó giàu nhất thế giới ha, nhưng mà sau này á, nước Mỹ nó nghèo nhất thế giới. Việt Nam mình bây giờ nè, nghèo nhất thế giới, nhưng mà nửa sau này lập đời trở lại thì Việt Nam mình giàu nhất thế giới luôn. Đó. Rồi có người mới hỏi tín đồ, mới hỏi thầy nước Mỹ bây giờ người ta giàu lắm mà sao thầy nói nước Mỹ nghèo mà bây giờ nghèo, bây giờ giàu nhất thế giới là sao mà nửa sau nghèo nhất thế giới thầy? Thầy nói bây giờ nó ỷ nó mạnh, nó giàu nó mạnh, rồi nó đem quân nó thảy tùm lum hết trơn à, nó đánh tùm lum hết trơn à, thành ra nửa nó nghèo. Đánh giặc là phải nghèo, bởi vì mua một cái tên mà chế ra một cái tên lửa vậy đó bao nhiêu tiền, cháy một chiếc tăng là bao nhiêu đô ra, cháy một chiếc máy bay là trên 10.000 đô, thấy không đó. Rồi cháy một chiếc bay trên 10.000 đô mà rồi ông bánh mấy tháng rồi cháy mấy trăm chiếc, trăm mấy 200 chiếc là bao nhiêu tiền của, rồi bao nhiêu cái tên lửa, cái lên sập cái là 5-7.000 đô. Như vậy đó, rồi đem quân quánh chỗ này vô kia hết trơn thì không nghèo sao được. Đó, thầy như vậy. Thành ra mình thấy chẳng những từ đây giúp sao mà thầy đã than cảnh dương gian khó nổi thung chung, người bỏ không còn nữa mà. Ông nó kể từ nay lao khổ đến cùng mà. Đây xiết xiết dài về sau, càng ngày càng lao khổ, năm nay, năm mẹo, nó vậy đó. Nó chỉ khổ bà con, khổ vì kinh tế thôi. Việt Nam mình khổ vì kinh tế thôi, mà nước ngoài ta nè, chiến tranh chết chóc nè, thằng Nga đó, quánh Una là chết đó, là đài báo đó là 300.000 quân đó. Rồi Nga không. Rồi thằng Una cũng đấu kép, rồi nó chết luôn dân nó nữa. Là kể như 300 với 300 là 600. 600.000 người mới chắc thành cái đối chứ. Không phải chết chơi. Đó. Rồi bây giờ thằng Hamas nè, nó tấn công qua bên thằng Israel đó, bây giờ hai thằng nó bắn nhau rồi đó. Mỗi một ngày nó tin tức cái đài nó nói đó, mỗi một ngày chết từ 1.000 người đi lên, nó pháo kích đó, nó kích qua cái dải Gaza đó, ngày nào cũng pháo kích hết, không có một ngày nào mà dưới 1.000 người hết, chính là đài nó nói rõ ràng gì đó. Rồi quý vị coi, bà con coi, cái chết sống gì là kinh khủng, mà chiến tranh này cũng kinh khủng đó, đó. Và thành ra thầy có nói có trước trơn rồi, bà con hãy ráng thức tỉnh tu hành để mà qua cái tai nạn này mới được, chứ còn không có phước thì tai nạn không có qua khỏi. Bởi vì tu Phật mới cứu, không tu Phật đâu cứu được. Mà cái thầy cũng nói cho mình biết là đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trăm các nước thay nằm bằng non. Thầy nói các nước chứ là trên thế giới này chứ không phải riêng nước nào. Thay nằm bằng non. Cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Đó, bây giờ ông nói câu này có chưa? Bây giờ có rồi, hiện tại bây giờ có rồi. Thằng Nga đem quân qua Âu ra quánh đó. Đó, bây giờ chết bệnh là cha thì chẳng thấy mặt con, còn vợ thì chồng chẳng được toàn tại gia, phải không? Mà chưa có đem được cái xác chồng, không nghe chết, có người nghe chết chỉ có người có còn xác, có người thì mất xác luôn, lấy xác thì không được. Rồi nghe chồng chết chứ không có xác gì, không thấy xác gì mà đem tẩn liệm chôn cất nữa. Cái người có xác người ta còn an ủi được, cái xác chồng mình không đây bom nổ cái tan bệnh cho người còn đông xác nữa, phải không? Ngay gần đó là nó tan xác hết trơn rồi còn đâu mà có xác. Đó, thành ra nó khổ như vậy đó, để tôi kể lên cho bà con thấy.
để mà kể mà không có chiết chiết nghĩa xương ra đó, mà con không thấy cái khổ đó. Nói sao ông nói thay nằm bằng non làm gì, thay nằm bằng non gì không phải. Dạ, chết 600-700 ngàn quân là biết bao nhiêu rồi. Bây giờ bà con thử nghĩ coi, thằng Nga nó chết là 300 ngàn quân, bên Nga kể 300 ngàn quân thôi, chứ Anna dân thường chết nó còn hơn nữa, cái dân thường nó chết còn hơn nữa, còn hơn 300 ngàn nữa, thành ra kể hai thằng này 600 bà con chết thành cái núi. Mà đức thầy đã tả trước rồi, khắp trong các nước thay chàng nằm bằng non, rồi cha thì chẳng thấy mặt con, cha qua chiến trường bệnh bên nước ta đánh bệnh chết bệnh, cha chết mà không thấy mặt cha là chết như thế nào, thấy không, đau khổ không, khổ sở chưa, để bà con thấy không có thấy cảnh đời khổ, bà con thấy vui không à. Đó, gặp cái cảnh mà cha mình nó đi bên băng dạng chết mà nghe người ta báo tin chết, nhưng mà không có thay, bởi vì cái bom nổ cái gan đó, tên lửa nổ gan đó, banh da banh thịt chân rồi, chỉ nghe cái tin thôi thì bà con đau khổ. Chồng người ta được cái xác gì đem về chôn, biết à chồng tôi chết, ráng tu đặng cứu lấy mình, ngày gần sấm nổ giáng sinh hãy hùng, sắp đến lúc rút cùng thế giới, hòa chúng sanh đã tới lúc mùi, khổ nhiều hơn sự an vui, không tu khó tránh khỏi hồi đại tai. Đó, ông nói bây giờ chỉ có còn tu mới khỏi qua cái tai nạn. Rồi bây giờ mình tu đi rồi mình chết thì cũng không có sao nữa. Bởi vì xác thân này bỏ thì sau này Phật cứu mình lên, đó, đem mình về bãi núi, đó, bãi núi rồi ông mới hóa ra cái khác cho mình, đó, cho mình cái xác khác, mình sống qua đời thượng quân thứ nhất là 10.800 tuổi, đó. Còn mình không có tu thì nữa sao là tiêu xác tiêu hồn luôn bà coi. Cái này là tôi nói dựa theo lời ông ba, ông sư giải Bán Khoai và đức thầy mình. Đức thầy mình nói đến kỳ lập hội xác hồn cũng tiêu, người không tu là xác hồn tiêu hết đó. Đó, cái này tôi thường nói lên chia sẻ với bà con nhiều mạng, tôi nói cái câu này lắm, khuyên bà con nên tin tưởng thầy là ông Phật, thầy nói là không bao giờ sai, nó có hết nhưng mà nó trước là sau là thôi đó. Thầy nói hổ lang ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này đa đoan, ai mà ăn ở nghênh ngang, đón đường nó bắt là xé tan xác hồn, thấy chưa? Đó, thầy nói thì tôi nói theo giảng của thầy chứ không phải là tự ơn tôi đặt ra tôi nói là tôi hù dạ bà con, không phải đâu. Cũng khuyên cho bà con nghe nói, nghe đức thầy nói tả cho mình biết cái cảnh khổ sở tai nạn sao như vậy, bà con tu đi mới qua khỏi cái cảnh này. Bất cứ cái tai nạn nào cũng qua được hết, thì cũng có Phật thần tiên đồ cứu qua khỏi cái tai nạn hết. Đó, chứ không phải là đó. Rồi cái chỗ khác còn, cái chỗ đó còn thêm hai câu nữa nè, là chữ rằng quả phước vô môn, đó, đáo đầu rồi cũng sát hồn chưa tan, không tu là đáo đầu sau này cũng sát hồn chưa tan, thấy không? Đó, mà ông sư giải cũng nói vậy đó. Thành ra bây giờ nếu không tu á, mình tu đi một thời gian đi, rồi mới là có phước đức rồi mà được tiêu cái nghiệp quả, mà lại mình là được là sống qua đời thượng quân thánh đức 10.000 tuổi đó, rồi tu phải làm lành lấn dữ, là lấy phước đức để trừ là quả để cứu. Mà ông nói là phước sanh thì quả nó tiêu, nước làm tắt lửa tự nhiên, phước làm tiêu quả hãy khuyên nhau làm. Đó, làm cái quả có phước rất nhiều thì mới tiêu cái quả mình được. Đó, thành ra Phật tiên thần thánh cũng chỉ bảo mình là cho mình biết nhiều lắm, mà mình là không có tu rồi cái mình mà không có được cái qua được cái tai nạn, cái khổ sở, cái chiến tranh, cái gì bệnh mà không tu là nó khổ lắm. Cái đời sống mình nó khổ hơn cái người tu lắm. Mà cái người tu người ta không có làm việc ác việc khung rồi, cái tâm cái sự an vui của người ta có trong lòng, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào ta cũng niệm Phật tinh tấn tới. Còn mình không có niệm Phật thì không có tu rồi, mình lo theo danh lợi không thì
tối ngày quần quả trong cái danh lợi rồi, cái nhiều khi làm cái gì không phải ai, tối gì ngầm ngủ không được, còn sợ nữa. Còn cái người tu ta không làm gì hung dữ với ai, ta lo làm ăn rồi cái gặp ai khổ sở người ta giúp ha, rồi là ráng lo làm lành đến dữ thì cái tâm người ta vui vẻ, ăn vui không có gì buồn rầu, ngủ phè cả nhà, sáng cái thức dậy làm nữa đó. Thành ra cái người tu này nó thâm thả cái cõi lòng thung dung lắm. Còn thầy nói năm thìn á thì nên nói là năm thìn bước tới thiệt trầm, nanh gốc dãy đầy nỗi lòng đông, chiến tranh thảm khốc toàn lê thứ, thêm nỗi đôi đau giống lạc hồng. Đây là ông nói đất nước Việt Nam mình đó nghe. Nói giống lạc hồng là nói chỉ đất nước Việt Nam mình đó. Còn cái câu này ông nói thế giới đó. Còn cái, mình hiểu cái từ cái chi tiết ông nói đó mình mới biết cái gì. Còn ông nói cả thế giới chiến tranh dịch bệnh sóng thần rồi đó, mà dịch bệnh rồi đó, ở bển có nhiều mà mình không có cái hai có ít, cái mình nói ông nói chứ mình đâu có gì đâu, nhưng mình không tin lời ông Phật nói. Ông cái câu đó ông nói cả thế giới, nhiều khi có mình trong nữa nhưng mà mình nó nhẹ, có mình trong nữa nhưng mà nhờ mình tu nhiều mình mới nhẹ nè, chứ không phải là mình nhờ nước Việt Nam mình tu nhiều rồi cái người không tu đó hưởng được cái xoáy của cái người tu. Cũng như tôi nói chiếc xe nãy đó, nhờ cái người cái bà được bà đó mà không có niệm Phật là rồi tiêu hết chân nguyên xe như vậy đó. Thành ra này cũng nói năm thìn là chỉ cho cái nước Việt Nam mình nè, thêm nổi là đói đau giống lạc hồng là qua năm thìn mình đói đó. Mà cái đài tổng lương thực thế giới nó cũng báo tin mấy bên hổm rài cả tháng rồi, nó nói á hiện giờ đó là có 270.000 người đói hiện giờ, nhưng mà cuối năm 2023 cả thế giới đều đói. Nó nói cả thế giới đều đói chứ nó không có nước nào hết đó. Mà ông bây giờ thầy nhìn thấy cảnh đi, bây giờ tôi nói rồi mấy quý vị thấy cảnh hiện tại bây giờ đó là lúa bây giờ nó lên, mấy quý vị thấy nè, bây giờ 9.4 rồi. Nó bỏ cọc là bây giờ lúa đương xạ là chứ sẵn xạ nó bỏ cọc 9.000 8.5-9.000 thấy đi, thấy cái nặng đói mình thấy nhiều đó mình cũng biết đói rồi đó bà con ơi. Thấy không? Đây là tôi nói thiệt à. Bây giờ những cái chú nào mần ruộng đó mấy chú có thấy không à, mà lúa bây giờ bữa ông nào bán trước ông nó lỗ, bán bữa nay ngày mai ngày mốt nó lên, ông nào bán ngày mai thì ngày mốt thì nó có giá hơn bữa nay, nó cứ dậy lên hoài, bây giờ nhảy lên là 9.4 một ký. Nếu bà con khủng khiếp không, mà cái bây giờ đói nè, thương quan cái Ấn Độ nó có lúa thừa lúa dư nè, nó là số 1 thế giới xuất khẩu, số 1 giới. Bây giờ cái nước nó bị hạn hán nó không xuất khẩu nữa, đúng rồi. Thấy không đó, bà nói nó luôn cho nó hết lẽ đó. Bị diện cái á, cái châu Phi, các nước châu Phi vòng vòng cái châu Phi đó, Phi châu rồi đó, nó đói gì lắm. Cái mấy nước nhỏ nhỏ nó qua khu ra nó mua. Nga là cũng sức thứ năm thế giới chứ không phải nhỏ đó. Ngũ cốc, lúa gạo, lúa mì, bệnh lúa mì đó. Rồi bây giờ là Nga nó đánh qua chiếm chỗ đó rồi nó không có bán được, nó mới dựa lại đó, nó dựa trong kho nó. Vậy mà Nga qua nó bắn cháy cái kho đó không biết bao nhiêu mà tánh. Còn mà thấy chưa, lấy gì ăn đó. Rồi cái á là nó chiếm chỗ đó rồi không có mấy cái nước đó không có qua mua được. Đó mà một hai tháng nó chạy qua tạt qua được Ấn Độ. Ấn Độ bây giờ tháng 3, tháng 4 rồi tới bây giờ là nó không bán nữa. Thấy chưa, là mấy nước nó đói mấy tháng rồi. Châu Phi á, Châu Phi, Phi Châu rồi vòng vòng mấy nước nhỏ đó, bây giờ nó mua gạo ăn không, mà dân nó mua gạo đâu có lúa gạo đâu. Nó dân Việt Nam mình qua bển á, cũng là chỉ dạy nó là làm nông nghiệp để nó có nó sống. Thành ra bây giờ đó cảnh đói đó, mà thầy đó nói đó, là thương lệ vì hại bấy lê dân đứt ruột, thảm vợ con đói rách rùm đeo, thảm chữ nghèo thường mắc eo, thêm gạo lúa lại tăng nhắn mắt. Đúng rồi, giờ tăng nhắn. Thấy không, thầy nói có y ráng à, coi bà con có không, thêm gạo lúa là tăng nhắn mắt đó. Thành ra lúa gạo tăng mắt thì cái người không có bằng ruộng, không bằng ruộng rẫy thì cái người đó đi bằng lao động là cái người đó là khổ hết. Mua lúa gạo từ lít từ ký gì ăn là mấy cái dạng là công nhân là khổ
gạo luôn mất rồi đó. Mà tới khi mà có tiền mà không có mua gạo nữa được nữa kìa, thời kỳ sau là có tiền mà không mua được gạo ăn nữa là mới đói đó. Chứ bây giờ có tiền mua chưa sao, nó mắc nhưng mà có tiền mua chứ sao. Rồi từ á, nửa tâm hình sắp lên á, không phải tôi tiên tri nha, nhưng mà cái này cũng độ theo cái Phật ông nói. Con rồng mới nửa gút thanh đó. Ừ, mới nửa hút gút thanh nè. Mà trong ba tánh thất thanh hải hùng. Ông nói là con rồng, tức là năm thìn, mới nửa gút thanh là mới nửa năm rồng thôi. Mới nửa gút thanh, mà trong ba tánh thất thanh hải hùng là có nửa năm thôi mà bà con hải hùng rồi. Đó rồi từ đó đó, từ nửa năm trở sau rồi bà sẽ, con sẽ biết. Cái gì bà con biết chứ bây giờ tôi không dám nói, tôi không có biết tới đó. Bây giờ mình biết cái này thôi đó. Thành ra lời tiên tri của Phật của thầy là không bao giờ sai. Nhưng mà bà con chưa có, không có tu rồi không có coi kinh giảng, thành ra không có thấy cái chỗ Phật tiên nói, thầy nói, rồi bà con không tin. Thành ra cái thời này á mà không tin đạo là kể như khổ lắm đó. Mà rồi ra bây giờ là ổng cũng khuyên mình tu nè. Tu là nhìn lại chính mình, chớ tu không phải để nhìn người ta. Có nhiều người tu á mà còn nói láo nói dốc luôn, buông hết trơn. Tu như vậy á làm sao mà Phật chứng, làm sao Phật độ được. Tu là phải nói ngay thẳng chân thật, đúng đắn, hiền lành đó. Mình tu thì ai sai sai, mình không sai thôi, mình đừng có nên bươn móc người ta rồi có chuyện đó. Anh em bất quả nhau, thật ra mình tu dòm lỡ chính mình đi, chớ đừng có tu mà để nhìn ngó người ta rồi mình nói ra cái nó có cái sự đó là không có được tốt đẹp, cự cãi nhau. Tu là phải nhìn lại chính mình, coi mình sai cái gì, mình chặt cái gì, mình nói dốc với ai, nói láo với ai, nói xiên bớt với ai đó, mình biết mình sửa. Tu là sửa như vậy đó. Chứ tu á là bây giờ đọc qua cái bài tự nhủ Đức Phật Thầy Thái An đi đó. Đức Thầy Thái An á, ngài có viết một bài tự nhủ để lại sau này. Ngài nói cuộc đời vốn có rồi không, bỗng không chợt có mà đừng mong có hoài. Luân hồi sanh tử lai rai, sanh sanh tử tử rạc rài thân ta. Đường tu trước mắt còn xa, muốn qua muốn sang cõi phúc phải qua trường đời. Đó, muốn qua khỏi phúc phải ra qua trường đời là phải tu hành với thế gian này, là sống chung với người đời, tu với người đời nè. Mình tu với gia đình mình, tu với cha mẹ mình, hiếu thảo cha mẹ ông bà mình, rồi tu với hòa thuận với vợ con, biết dạy con cái là hiền hòa mà hiếu thảo, rồi tu hòa thuận với xóm chòm xã hội, xóm chòm rồi lần ra xã hội. Tu là cái trường thi ở dưới thế gian này nè, chứ đâu phải thi với trên cực lạc. Mình thi được cái này mình mới về cực lạc. Đừng có nghĩ rằng tu với Phật. Tu là tu ở dưới thế gian, tu với chúng sanh nè. Phật là ở thế gian, muốn đi cúng Phật phải mang giúp người đó tu. Trong khi ta đói đau mình giúp đỡ vậy đó. Rồi tu nhịn nhục với mọi người dưới thế gian này nè. Chẳng những nhịn như thôi mà nhiều khi nhịn cho con, nhịn cháu mình luôn nữa. Mới được. Để nó làm nhiều gì mình lu bu quá rồi là mình nói lên rồi. Nó này nọ mình cái mình khấu khó mình mắng chữ nó thì không được. Tu làm sao mắng chữ được. Thành ra phải nhịn luôn con cháu mình. Thiên cơ càng biến chuyển, nó làm cho mình biết cái thiên cơ. Cái thiên là trời, cái cơ là máy trời. Biến chuyển cơ là thay đổi đó. Cũng như trời chuyển là ông có mưa, ông dần chuyển trước rồi đó, rồi ông thay đổi sau. Ông nhung chuyển tới rồi chút là ông mưa sau đó. Đó, cảm diệt thiên cơ càng biến chuyển là ông cho sự biến chuyển là thay đổi. Là chỗ nào là có nhân quả thì ông đưa lại đó là thay chuyển. Xoay chuyển cũng như là Urana, thằng Libby, thằng ấy đó. Xe chuyển là bây giờ nhà lầu nhà ngói đồ gì đó, ổng xe chuyển là cái sập hết trơn, không còn cái cảnh đó là chợ búa nữa. Bây giờ chỗ đó kêu bằng thành bố ma, chắn teo người ta luôn, không có ai ở đó trơn, bị chết chóc mà nhà sư sập hết trơn rồi. Cảnh đó là bây giờ đài nó kêu là thành bố ma, chắn teo, nó biến chuyển như vậy đó.
biến chuyển cho cái sự là chiến tranh thiên tai dịch bệnh, mà xem chừng địa lý quá sung săng, là địa lý là chỉ cho đất đó, rồi lý là lý lẽ của trời xây chuyển để cho cái tai nạn đến cái mà những chúng sanh ác đó bị để mà trả quả đó. Tơ lòng dương vấn đời thiên bẩn đó, là Đức Thầy thấy cảnh chết chóc của chúng sanh xã hội trên thế giới bây giờ, Thầy là cái lòng Thầy cũng dương vấn, cũng lo nghĩ, rồi theo cái cảnh đời mà chúng sanh khổ não vậy đó, càng thêm bận, Thầy bận lòng vì thế gian, thương thế gian mà chịu cảnh khổ thạo não vậy đó, rồi tâm dạ ai hoài cuộc nhện dân đó, tâm dạ ai hoài, tâm Đức Thầy, dạ Đức Thầy cũng chứ là ai hoài mà cuộc nhận dân, là thấy cái này nó cảnh thế giới nó khổ, nó bao trùm cả thế giới chứ không phải là cái chuyện nhỏ đâu, cả thế giới đều bị hết. Biết đó biết đây, mình thấy vậy đó, mình nên là thấy cái chuyện thế gian vậy đó, mình phải biết đó biết đây, biết cái chuyện sau này phải có cái chuyện là khổ sở thảm sầu mà Phật và Thầy đã tiên tri trước hết trơn rồi, nhưng mà có cái chuyện tới rồi, có chuyện chưa tới thì mình biết thế nào cũng có. Phật trời mà nói không bao giờ sai lời, Phật trời nói chẳng sai lời, lâm qua là hội Phật trời lập ra đó, nhưng mà bây giờ chưa có, nhưng từ từ tới sau thời gian sau mới có đó. Rồi biết đó biết đây mà thời giận, thời giới giận đó, mình biết thời giận cuộc thế nó khổ sở vậy, mà Thầy đã nói là kể từ nay lao khổ đến cùng, kẻ dương gian khó nổ thung dung, người bỏ ác không còn cái mạng, mình biết như vậy rồi thì mình mới biết đó là đây sắp tới rồi. Đời Thầy cũng nói là chẳng biết đời khổ mà lo mừng lo vui, thì nghe lời Thầy như vậy sao mình cũng khổ nữa, không tu là khổ, thôi bây giờ mình nhảy khuyên trăm ghê thứ bước vào lần tu đó, tu là mới khỏi đó, để ngày kết cuộc khó ăn năn, để mình không tu rồi cái ngày tai họa nó tới với mình thì mình không có gì đỡ hết ha, mình không tránh được tai nạn, là có phước đức mới che được cái, có phước đức mới che qua cái nạn rồi cái nghiệp quả của mình, mà không có phước đức thì tới ngày đó là Đức Thầy nói nếu không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành mới gặp cảnh vui mừng tới thai, ưng là gì, ưng là chịu, không tu rồi gặp tai nạn tới là phải chịu, gặp là cảnh chiến tranh tới là phải chịu, gặp cái cảnh mà bão lụt tới thì phải chịu, chịu cái cảnh mà sập nhà, chịu cái cảnh mà nước cuốn trâu chết đó. Đó. Thành ra là tới lúc đó rồi mình ăn năn cũng không kịp. Tới lúc đó bây giờ không niệm Phật không tu, mà tới lúc đó là niệm Phật rồi tu thì cũng không kịp nữa. Đã tới chỗ rồi. Bây giờ Ukraine với Nga bệnh đâu quánh gì đó, rồi nó nổ hình cái mình niệm Phật thì đâu rồi. Khát nước mới đi đào giếng rồi làm sao mà kịp. Đào cái giếng xong thì mình chết rồi. Nó không kịp vậy đó. Rồi bây giờ chơi sẽ lại cái câu là diệt gẫm diệt thiên cơ càng biến chuyển, ông cho biết là cái chiến biến chuyển tức là cái thay đổi qua cái sự khổ não đó, giặc giả chiến tranh tai nạn đó, mình nói chung vậy bằng xương xương vậy thôi chứ cũng không có biết là tai nạn gì đó. Xem chừng địa lý quá lăng xăng, xem chừng là mình phải dòm thấy cái địa là đất, chữ lý là lý lẽ của trời đó, là gia xuống cái chỗ nào mà quả tới đó, ông gia xuống đó là bị lăng xăng là sao, là tai nạn chết chóc khổ sầu, ông gián chỗ đó tai nạn là lăng xăng, cũng như đây nè, cũng như là cũng có cái số chín mùi đó, nhân dân trong lúc chín mùi đó, là chín mùi Nga Guna bị đó, chín mùi là nó chỗ nào là ông sàn sải chỗ nào đó là chỗ đó là chín mùi rồi đó, rớt rồi đó, rụng rồi đó, nhân dân như thể trái chín mùi đó. Nó bây giờ chỗ nào sụp đất sống thần đó là cái tai nạn tới rồi, cái số tụi mình tới rồi đó, thành chuyển về đó. Thành ra cái Việt Nam mình nó nhẹ, nó nhờ cái là Phật trời chuyển cái hội Long Hoa dập lập đại đất nước Việt Nam mình, mà Việt Nam mình là cái trung ương đạo, xưa trung ương đạo ở Ấn Độ, bây giờ ông giờ chuyển về đây rồi. Thành ra mà Việt Nam mình có Phật rồi cũng tu nhiều lắm,
bị tu từ ngày Đức Phật tại Thế An là ra đời dạy, rồi lần lần ông sư giải, ông bổn sư, rồi Đức Bình Giáo Chủ xuống đây dạy đạo của đời. Rồi là thầy nói câu này người ta thức tỉnh tu nhiều lắm. Thầy nói trưa nay chẳng có mấy khi Dương Trần có Phật vậy thì xuống đây, nghe không? Dạ. Nó có Phật Dương Gia là nhiều khi á, 5-70 kiếp mình chưa có xâm giờ chúng thì thầy gặp Phật nữa chứ không phải dễ. Mà tới thì kỳ gặp Phật rồi đó là rất may. Thành ra mình phải tu hành. Xưa mà thầy đã dặn, đã nói cho mình là xưa nay chẳng có mấy khi Dương Trần có Phật vậy thì xuống đây. Xuống đây rồi mà không tu theo thì nữa là chết vừa rồi chứ không còn nói gì. Thành ra mới ổng còn giác, ổng còn tức mình, ổng còn giác ông nói thú vật còn biết tu hành náo nức, còn người sao chẳng rứt hồng trần. Thấy không, con thú. Rồi ở chỗ khác ông nói thú vật tu hỡi còn thành, người biết làm lành vốn thiệt Phật nhi. Thấy không? Thành ra đó, xấu tu thì phải nằm lâu dưới nước mới thành rồng bay vượt lên mây. Thấy không? Con xấu nó tu nó còn thành vậy đó. Còn mình thì ráng tu thì phải thành bà con ơi. Ráng tu khổ rồi tu mới hết khổ bà con ơi. Nếu mà khổ mà không tu á thì ở ngoài đời thì nó chồng thêm cái khổ nữa. Thành ra không có có hết cái khổ, mà lại là sau khi chết rồi á thì là xuống âm phủ nè. Đó, chết rồi xuống âm phủ mà. Bây giờ nói qua đoạn này đi. Người chết rồi đâu phải là yên, còn tiếp tục thêm đau, chịu thêm đau khổ, lăn lộn mãi ở trong mê lộ, phải gánh mạng vô số cực hình, biết bao điều tội lỗi của mình, nó đều khiến biến ra thành địa ngục. Nào là cháo dầu sôi sùng sục, nào là giòi lúc nhúc thay cơm, nào rừng đau kiếm lơm chơm, nào là núi lửa phần phần cháy. Ác thú có biết bao nhiêu loại, yêu tình không còn thiếu mặt nào. Đích bàn trong đầu đội máu đào, đủ thứ quỷ đầu trâu mặt ngựa. Con thì dắt búa to ra bữa, con thì mang lấy chĩa ra đâm, con thì đem đao kiếm đến bầm, con thì đem đao lớn đến bầm, con thì cấu xé làm hai thôi. Con móc mắt, con cắt lưỡi, con rút gân, con thẻo lột da. Cảnh hải hùng không chỗ hở ra, còn nhiều nữa khó mà kể hết. Đó, còn nhiều lắm, còn không bao giờ hết mà Đức Thầy có nói đó. Đó. Mà Đức Thầy cũng nói đó. Chốn âm thần bệnh sái dịch nôn, chờ mang phước ra tay bẻ hồng. Rồi cái ổng còn nói thêm nè, ở dương thế tạo nhiều cánh khổ, xuống quỳnh tiền địa ngục kháo hình. Tuy lưới trời thưa rộng thinh thinh, chớ chẳng lọt những người bảo ác. Khi nhắm mắt hồn lìa khói xác, quỷ vô thường dắt xuống diêm đình. Sổ sách kia tội phước đinh ninh, phạt với thưởng hai đường tỏ lo ro. Rồi thầy mới giải thêm nè. Đó, thì vậy thấy mình là thấy chết mà tạo tội ác, mà bị xuống diêm đình, bị hành hình như vậy đó, ghê sợ đó. Thì mình á, rồi Đức Thầy mới khuyên cái nữa, nếu ai biết sợ thì là phải ráng tu. Rồi Đức Thầy mới nói thêm là muốn tu tỉnh Nay Đà gặp cuộc, Đức Di Đà truyền mở đạo lành,
bởi vì ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lệnh báo ta truyền dạy. Đó, Đức Đại chúng ta dạy đó, mình phải ráng tu cho Phật xuống đời đó. Bây giờ xin nhắc qua một cái tai nạn của năm trong bốn biển, cái nữa rồi thôi, chính thức là dài nơi đây. Ông nói là từ đây còn lần đi tới nữa, tới khi nào lò lửa năm châu bừng lên cháy phủ cả đầu, chừng ni mới biết việc đâu đã rồi. Chúng sanh đã tới hồi lãng lạc, tay bồng con lưng giác hành trang, trước đầu lửa cháy đã đoan, sau lưng tiếng súng giặc tràn đuổi theo, pha lẫn tiếng con kêu khóc mẹ, bên đường còn nhiều kẻ thác quan. Nhìn vào phách lạc hồn tan, thấy người rồi lại nghĩ sang tới mình. Đó, thấy cảnh đó đau khổ quý vị, thấy cảnh đó chết chóc gì đau khổ chưa quý vị. Thành ra bây giờ mình phải ráng thu. Lúc ấy chỉ mong sanh cho được. Thôi đọc tới đâu mình chia sẻ phớt phớt chút tới đó đi. Lúc ấy chỉ mong sinh cho được, tức là lúc ấy đó, của cải tài sản gì vàng dòng gì không cần thiết, ai lấy cũng được, không có mà. Chỉ mong sinh cho được, tức là chỉ mong mình sống thôi. Sinh tức là sống, để sống cho qua cơn đó thôi. Còn không còn tiếc của tiền gì trên, vàng dòng gì cũng bỏ nữa, ai lấy cũng bỏ nữa. Chỉ mong lướt qua cảnh sóng gió hải hùng đó, là tránh qua cái tai nạn bom đạn đó thôi. Còn của cải không cần tới, chỉ mong sinh cho được là sống cho được đó. Qua tai nạn sống cho được thôi. Không còn vật chi bỏ mạng cũng đành, vật chi đổi mạng cũng đành. Lấy bỏ cái đó ra mình lánh nạn thôi, mình đổi lấy cái mạng mình thôi, chứ không có cần cái của cải, chỉ sống cho được thôi à. Mà lòng không còn hết, còn biết tiếc dành món chi. Cánh này sẽ nhiều khi hơn nữa, vì cuộc thái bình lần lửa chưa xong, rộng tâm chớ có hẹp lòng, trước sau thì cũng tay không chớ gì. Nên làm phước trước khi hữu sự, đến nạn rồi bố thí ai khen, gìn lòng thanh đạm cho quen, việc chi phải bỏ, bỏ liền cho xong. Đó là ông nói mà cái việc gì mình nhiễm rồi đó, mình cứ bỏ đi, bỏ liền cho xong. Nó cho bỏ hết tham sân si nhân ngã là tứ đổ tường. Những cái cuộc nào, việc nào mà mình ham mê theo cái danh lợi đó, theo cái cảnh thế gian này đó, bỏ hết. Đó. Mà giảng sư cũng nói câu, giảng sư nói á, là chúng sanh muốn lộ qua sông, những đồ mang gánh lòng thầm bỏ đi. Đó, bỏ đi đó thì thành ra mình bỏ hết cái đồ mang gánh đó, mới nhẹ lộ qua sông được. Thành ra tới đây vậy chia sẻ với bà con nhiêu đây thì kết thúc.